Hôm nay tôi đã cài mod làm cho tôi trở thành người sắt. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Trong thành phố còn quá nhiều người nghèo khổ. Tôi nghĩ là tôi sẽ hắt cho họ một ít tiền để trang trải cuộc sống. Đây, sẵn tiện đây có cây ATM luôn này. Yup. Mong là số tiền này có thể giúp ích được cho họ. A few moments later. Hình như là có vụ trộm xe thì phải. Tôi thấy có cảnh sát luôn kìa. Để tôi lên đó thử coi. Oh my god man. Come on, come on. Get out of the way, get out of the way. Ôi, tôi lỡ chặn cảnh sát lại rồi. Que gì vậy? Tôi phải dí thôi. Let's go man, let's go. Dám trộm xe. Sao chạy nhanh thế? Ui, nó có súng. Mày cháy động cơ rồi. Nó bắt buộc nó phải xuống xe thôi. Bắn đi cảnh sát, em sẽ hỗ trợ. Mày bố láo riết quen này. Tôi sẽ hắt vô đèn giao thông. Oh my god. Ui, đi đâu vậy anh ơi? Tôi nghĩ là tôi không giúp được rồi. Tôi chỉ có kỹ năng hắt thôi, tôi chả làm được cái gì cả. Tôi bắt buộc phải rời đi rồi. Tại vì xe tôi cũng đã hư rồi. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà không làm được. 3 days later. Xin chào anh em, tôi vừa nhận được tin nhắn của Tony Stark. Là Tony Stark đấy. Wow man. Nói là hãy qua cái địa chỉ IP này đi. 12 seconds later. Sau khi tôi kiểm tra IP thì tôi biết nó cũng khá là gần đây, chỉ cách 3313 cây số thôi. Ý tôi là mét đấy. Nếu mà tôi không nhầm thì cái nơi này gần cái bờ đá đấy. Giờ chúng ta sẽ lấy xe qua đó luôn nhé. Đây, chúng ta đã đến nơi. Giờ thì vô luôn nhé. Tôi khá là lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với tôi hay không, hay là một cuộc lừa đảo gì đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn nên thử. Wow man, nói chung là nhà cũng đẹp đấy. Ngầu thật sự. Tôi không thể hack vô bất cứ cái hệ thống nào ở đây cả. Ui, có chữ Stark Industry luôn này. Đúng là như vậy rồi. Tôi sẽ đậu xe ở đây. A few minutes later. Tôi là quản lý của Tony Stark. Chính tôi là người gửi tin nhắn kêu cậu đến đây. Tôi biết cậu là một người tốt bụng và tài năng, cho nên tôi quyết định đưa bộ giáp này cho cậu. Mong là cậu có thể giúp ích được những người dân trong thành phố. Và đừng có đi phá. Wow. Wow man, tôi mạnh thật sự mọi người ạ. Holy moly. Yo. Tôi có thể phá hủy chiếc xe trong một nốt nhạc luôn ấy. Tới đây. Mày tới đây. Này thì núp sau xe này. Nói chung là mỗi lần mà tôi có sức mạnh vô ấy là tôi không thể kiềm chế được bản thân của mình. Tôi phải đi phá hủy thành phố. Wow. Khỏi xuống xe luôn. Ui. Let's go. Mạnh thật sự. Tao vừa mới nói tao mạnh luôn. Mày sao? Wow. Bộ giáp này có khả năng bay được như nước luôn này. Holy moly man. Yo. Nếu mà tôi không nhầm thì tôi có khá là nhiều chức năng luôn ấy. Wow, nhìn này, cái này là súng này. Súng lửa luôn. Bước vô đây. Sao mà có thể ngăn cản được tôi chứ hả? Oh my god. Lửa mấy chiếc xe này cay thế nha. Chưa thấy sức mạnh của tao à. Tôi chỉ cần chửi một phát thôi để xe này nó bốc cháy liền ngay lập tức. Mất tiêu. Bay à. Ui, nó chưa rơi luôn kìa. Holy moly man. Mày xạo. Này thì chơi tao này. Tôi còn có cả kiếm nữa. Mày. Yo bro. Ha. Giáp này quá mạnh. Không có cái từ gì có thể diễn tả được nó cả. Còn cái tên lửa này thì sao nhỉ? Ôi, bộ giáp này khó điều khiển thật sự luôn ấy. Đấy, cày thế nha. Đấy. Wow. Bơi vô. Khi bắn cái tên lửa này ra nó sẽ tách ra đấy. Hỏa lực cao gấp đôi. Cái này đạn gì đây ta? Đây là đạn nổ này. Ngầu thật sự. Đấm mày xuống nè con. Này thì bắn tao. Come on. Tôi sẽ qua khu quân sự. Đây. Chúng ta đã tới khu quân sự đây. Nếu muốn biết được sức mạnh thật sự của bộ giáp này, tôi phải đấu với chiếc xe tăng. Cho mày bắn luôn ấy. Nói chung là tôi cũng mất cái nhí máu thôi. Cũng chả có gì là, gọi là sát thương cao cả. Mày xạo. Đây là đối tượng của chúng ta này. Hình như là với cái sức mạnh của cái tia này, hình như tôi không làm được gì cả. Xe tăng này. Ui. Ôi. Tôi đánh nó cháy luôn này. Wow. Tôi sẽ đứng cho nó bắn một cái. Nhưng mà tôi nghĩ chắc sẽ không sao đâu. Đơn giản là tôi quá mạnh. Sao tôi mạnh thế nhờ? Một hit thôi này.
Nó cháy luôn rồi. Nó là bộ giáp tiên tiến như vậy, chắc chắn phải có hiện lên một cái thông số gì chứ nha. Sao nãy giờ tôi không thấy gì cả, để tôi thử tôi ấn một cái gì đó coi. Holy moly man, hình như đây thì phải. Tôi có thể thấy được cái tình trạng bộ giáp tôi này và mất năng lượng. Đúng là bộ giáp tối tân thực sự. A little longer than a few minutes later. Phá thành phố vậy cũng đã đủ rồi. Tới lúc tôi phải giúp cái thành phố này thôi. Tôi sẽ đi chừng trị cái bọn cướp xe hôm bữa. Nó xung quanh đây thôi. Như nó đây. Vô nó trên, nó trên, nó trên. Let's go, let's go. À, này thì hôm bữa bắn tao này. Tới lúc rồi con ạ. À. Ui, nó vẫn chạy được luôn á. Vô mày biết tao là ai không? Bước vô đây. Bắn tao này. Này thì nhớ đấy nha, đừng bao giờ làm loạn trong cái thành phố này nữa nha. Lại thêm một vụ làm loạn trong thành phố nè. Ui xanh á, bay đây luôn này. Vô xe bọc thép á. Bọc thép này. Này thì cướp. Lại thêm một chiếc bọc thép nữa. Ở đây con. Chạy này. Wow, nói chung là mấy thằng này nó tuổi với tôi luôn ấy. Ôi moly. Còn một thằng cuối này. Ôi thôi, bình tĩnh. Tới đây con, tới đây con. Này thì cướp. Này thì cướp sẽ bắn được không? Nói tiếng. Đứng đây cho bắn luôn này. Đứng cho bắn rồi cũng không bắn được. Mốt bớt đi cướp lại đi luôn nha. Tôi nghe nói là dạo gần đây trong thành phố này có một cái sinh vật gì đó mà chuyên gia đi phá thành phố luôn ấy. Ôi, sau một tuần thì tôi vẫn chưa điều khiển được cái bộ giáp này thuần thục mọi người ạ. 5 minutes later. Gì sao chạy dữ thế nha. Ôi, cho bạn nào chưa biết thì đây là Hút. Mỗi lần nóng tính thì thanh niên này chuyên gia đi phá thành phố. Và giờ bắt buộc tôi phải ngăn cản lại. Yo, stand up thôi. Stop. Yo, đừng có bê xe người vô tội lên như vậy chứ. God man. Ôi, thôi, bình tĩnh, bình tĩnh. No. Yo, bruh. Ui. Oh my god. No, no. Stand up, come on. Tới lúc rồi. Ui. Ui. Ôi, oh my god man. Bê xe lên này. Ui, no, no. God, đang bay mà nó đấm một cái. Này thì ui, mạnh thật sự luôn ấy. Nói chung là tôi sử dụng kỹ năng cao cấp nhất của tôi mà vẫn không sao cả. Mất năng lượng của tôi hết rồi. Ui, ghê thế nha. Nó đâu rồi? Mày. Yo, oh my god man. Thôi, thả xuống. Wow, châu thế nha. Holy moly man. Rồi, rút cuộc tôi cũng đã làm Hút xỉu rồi. À, sao cảnh sát vẫn bắn tôi nha. Tính ra là tao giúp luôn á. Cảnh sát hiểu nhầm tôi nữa rồi. Có vẻ là tôi sẽ vắng bóng trong mấy ngày tới để cho cái thành phố này nó yên ắng trở lại đã. Tại vì sau cuộc chiến ấy khá là hỗn loạn luôn ấy. Và đấy là sức mạnh của người sắt. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.